Đây là cái nhà này, hôm nay có bún bò Huế này cả nhà, ăn chưa? Cả nhà theo dõi nha. Mình sẽ gì để mình nấu bún bò Huế này cả nhà. Đây là mình có thịt bò, đây thì cái viên để mà nấu bún bò Huế này, này. Đây thì mắm rút Huế, cái này là không thể thiếu được trong món bún bò Huế nha. Đây thì những loại rau để ăn kèm với bún bò thế này. Đây giò mình đã chặt sơ nó qua nước sôi luôn nha. Còn đây là bún bò, bò Huế với chả, chả Huế. Nhìn mắt nó nước dùng lên nha cả nhà. Giò mình đã rửa xong rồi nha cả nhà. Đây nha cả nhà, bỏ xương nha, xả luôn cho nó khô. Bỏ giò vô thôi. Bỏ vào luôn luôn nha. Đây là cái viên nó muốn bò này nha, muốn bò Huế nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái viên này vào nồi để mình nấu muốn bò nha. Viên này rồi, bây giờ mình cũng đã mình bỏ cái muốn Huế vô mình nha. Này là món nấu gút này mình đặc trưng cái nồi bún bò Huế của mình nha. Bún bò Huế mà thiếu cái món này là không thể nào mà được. Gút này nó rất là ngon, thơm. Rồi, khâu cuối cùng là mình bỏ cái mới vô điều vậy nha. Rất là đẹp. Thì đang là bún bò mình đã xong rồi nha. Cảnh ở đây thì nói chung là nó cũng rất là vắng nha cả nhà. Đây, đây cái cổ. Tiếng nói chung cũng mát mẻ lắm nha.
cả nhà nha. Thì hôm nay cũng có nấu bún bò sáng trưa mà cả nhà ăn trưa cùng mình luôn nha. Mời cả nhà ăn bún cùng mình luôn nha. Bò ngon giòn cái này. Cái vị mùi mắm lên mắm mắm ruốc xả ngon. Bún này là không thể nào mà thiếu được món giò ấy. Bột Huế này đặc trưng cái giò đặc trưng thức của bột Huế, bột chuối gì vậy, chuối rồi đồng hồ. Huế này nó có cái vị rất là đặc biệt, ngon. Người Huế là người ta có món này là đặc trưng. Mình ở miền Tây thì chỉ có riêu hoặc là bún lèo. Người đạm bò nha, này làm thịt rất ngon. Giờ bữa nay cũng rất nắng. Cảm thấy nó ngon miệng rồi chứ mà không đủ thì ăn mà không muốn buồn. Rồi video mình tới đây tạm kết thúc nha nha, hẹn lại cả nhà video tiếp theo này. Nếu thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà, để mình có động lực làm những video tiếp theo cả nhà cũng theo dõi nha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại.